Dương Mịch là gương mặt quen thuộc được các tạp chí thời trang ưu ái. Mới đây nhất, nàng Bạc Thiểm tiếp tục xuất hiện trên trang bìa tạp chí Ô. Sản xuất cuối tháng 10. Phong cách retro cổ đại đầy thế hệ lạ của Dương Mịch thu được nhiều sự lưu ý của đồng đội mạng. Hình ảnh thế hệ nhất của Dương Mịch trên bìa tạp chí Ô hấp dẫn sự lưu ý lớn. Lại một lần nữa, gương mặt đáng yêu, thần thái ngút ngàn cùng đôi chân dài miên man hấp dẫn ống kính chụp hình thu được nhiều lời khen ngợi. Netizen đánh giá, Dương Mịch vẫn rất xuất sắc mỗi khi lên bìa tạp chí, gương mặt cô ấy thật đáng yêu và thần thái. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến lại cho rằng, cách làm tóc, trang điểm khiến Dương Mịch trông dừ hơn, phong cách này không quá phù hợp với cô nàng. Nàng Bạc Thiển có thể biến hóa đa dạng nhiều phong cách khác nhau. Một số hình ảnh khác của Dương Mịch. Nguồn Biden, Weibo.